cho phép các điểm vui chơi giải trí được mở cửa đến 2 giờ sáng là đề xuất sẽ được Hiệp hội Du lịch Việt Nam đưa ra tại hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp được tổ chức tới đây. Trước đó, khu vực phố cổ Hà Nội được phá bỏ lệnh giới nghiêm trong 3 ngày cuối tuần cũng đã nhận được không ít ý kiến trái chiều. Theo đề xuất của Hiệp hội Du lịch, tất cả các địa phương cần điều chỉnh quy định về thời gian vui chơi giải trí ở các khu công cộng, cũng như các dịch vụ vui chơi giải trí trong cơ sở lưu trú du lịch, cho phép mở tối thiểu đến 2 giờ sáng. Đây là nhu cầu chính đáng của khách du lịch, đồng thời cũng là biện pháp giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách. Hiện đa phần các địa phương quy định các dịch vụ vui chơi giải trí như vũ trường, karaoke, quán bar không được phục vụ khách sau 12 giờ đêm, dẫn đến đã hạn chế việc kinh doanh của các cơ sở, không đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách nước ngoài có múi giờ lệch với Việt Nam. Trước đó, Hà Nội đã cho phép thí điểm các nhà hàng quán bar thuộc quận Hoàn Kiếm được hoạt động đến 2 giờ sáng trong 3 ngày cuối tuần. Tuy nhiên, rất nhiều người dân sống trong khu vực này đã bày tỏ bức xúc vì tiếng ồn gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Bên cạnh đó là vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường.